Anh ơi, mọi chuyện hết sức bình tĩnh còn có thể giải quyết. À, không thể bình tĩnh được nữa. À, hai em anh. Anh ơi, mọi chuyện bình tĩnh, mọi chuyện còn có thể bình tĩnh giải quyết được. Kéo bình tĩnh được nữa. Ôi, ta thể chịu rồi. Cố nhanh lên. Anh ơi, mọi chuyện cũng có thể giải quyết được. Anh đây đây. Vì này, anh mình đưa cái cha đi em ơi. Anh đây.